giả của kênh tin tức Sao Việt. Hà Đan rất hy vọng quý vị sẽ có những giây phút thật thư giãn và thoải mái cùng với chúng tôi. Và quý vị cũng đừng quên bấm nút đăng ký kênh và chuông thông báo để có thể cập nhật được những thông tin mới nhất hàng ngày. Và bây giờ thì mời quý vị hãy cùng đến với những tin tức nóng hổi nhất trong ngày hôm nay. Hai đua ông Mai Hồ phấn khích vì độ đáng yêu của cháu gái Trấn Thành. Cả gia đình của Trấn Thành vừa có thêm thành viên mới và cô cháu gái này luôn khiến các thành viên phấn khích vì độ đáng yêu. Nếu ai là fan của Trấn Thành thì sẽ biết anh là con trai duy nhất của ba mẹ, có hai cô em gái sở hữu diện mạo bắt mắt, mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình rất tốt, thường xuyên cùng nhau đi du lịch. Huỳnh My sinh năm 1991, tốt nghiệp một trường đại học quốc tế và đã kết hôn. Còn cô em gái Úc tên Huỳnh Ân sinh năm 1999 và hiện tại đang đi theo con đường nghệ thuật. Cả gia đình đi chơi với nhau khi có thời gian rảnh. Cháu gái đáng yêu của Trấn Thành, vào những ngày đầu tháng 3 năm 2020, cả gia đình của nam MC đã rất vui mừng khi Huỳnh My chính thức hạ sinh con gái đầu lòng. Đây là đứa cháu duy nhất nên mọi người rất trông đợi. Và những hình ảnh đầu tiên của cô công chúa này thỉnh thoảng được vợ chồng em gái Trấn Thành chia sẻ trên trang cá nhân. Mới đây nhất, Huỳnh My đăng tải khung hình em bé đang nằm chơi bên cửa sổ tại nhà. Trộm ví nhóc tì sở hữu gương mặt bụ bẩm, mái tóc nhiều thấy rõ. Khi chỉ khoảng 1 tháng tuổi, mẹ của bé khoe, cách ly chán quá, múc ti, nằm ngắm mưa anh chị ơi. Với nụ cười sảng khoái, nhiều người còn trêu rằng lại có thêm một em bé hài hước xuất hiện. Độ đáng yêu của cháu gái Trấn Thành. Em rể Trấn Thành đang trong những ngày tháng bắt đầu làm ông bố bỉm sữa. Ngay khi vừa lọt lòng, cô bé đã có biểu cảm hài hước cười tươi như thế này. Harry Won và Mai Hồ đồng loạt khen ngợi. Bức ảnh cô bé đáng yêu nằm chơi bên khung cửa sổ nhanh chóng nhận được nhiều sự tương tác của mọi người. Hầu hết ai cũng khen ngợi và nhận xét ngày càng thấy cưng thấy ghét hơn. Đặc biệt Harry Won và Mai Hồ đều để lại bình luận phấn khích khi nhìn thấy khung ảnh của cháu gái Trấn Thành. Từ đồng nghiệp, bạn thân, vợ, tình cũ đều tương tác nhiệt tình khi thấy cháu gái nam MC lộ diện. Sau tan vỡ, Mai Hồ vẫn giữ liên lạc và có mối quan hệ tốt đẹp với các thành viên của nhà Trấn Thành. Những ngày tháng kế tiếp, con gái Huỳnh My sẽ là mối quan tâm lớn của mọi người trong gia đình. Bởi lẽ đây là thành viên nhỏ nhất, đáng yêu nhất và chắc chắn sẽ nhận được sự yêu chiều, nhiệt tình từ vợ chồng Trấn Thành. Phùng Ngọc Huy được khen ngợi vì thái độ với người cũ. Hiện tại câu chuyện về Phùng Ngọc Huy và La Vi hậu đám tang Mai Phương đang trở thành vấn đề được nhiều người quan tâm. Sau khi nữ diễn viên Mai Phương qua đời vì bệnh tật, điều mà mọi người quan tâm nhất đó chính là ai sẽ thay cô chăm sóc con gái La Vi. Mới đây thì thông tin về việc này đã được đích thân Phùng Ngọc Huy lên tiếng xác nhận. Bên cạnh đó, nhiều người còn tìm thấy động thái của nam diễn viên trước khi bạn gái cũ mất. Mọi người quan tâm rất nhiều đến bé La Vi sau khi mẹ qua đời. Bằng chứng cho thấy mối quan hệ giữa Phùng Ngọc Huy và Mai Phương vẫn tốt đẹp. Phùng Ngọc Huy và Mai Phương trước khi đường ai nấy đi đã có một con gái chung là La Vi. Nhiều người đồn đoán rằng quan hệ của Huy với Mai Phương và con gái không thân thiết. Nhất sau khi họ thấy Mai Phương phải làm mẹ đơn thân còn Phùng Ngọc Huy thì sang Mỹ sống. Nhưng mới đây, cư dân mạng tìm thấy bằng chứng chỉ cho rằng Phùng Ngọc Huy vẫn có mối quan hệ tốt với Mai Phương và La Vi cũng như bạn bè của cô. Một người bạn đăng tải hình ảnh La Vi chơi đùa cùng con mình lúc này Mai Phương đang nằm viện. Cụ thể trong khoảng thời gian 2 tuần trước khi Mai Phương qua đời thì một người bạn của nữ diễn viên đã đón La Vi sang chơi cùng con mình và thay Phương chăm sóc con. Khi thấy bạn Mai Phương đăng ảnh của La Vi trên trang cá nhân, Phùng Ngọc Huy đã bình luận lời cảm ơn. Hành động này cho thấy Phùng Ngọc Huy vẫn còn quan tâm đến con gái, chứ không hề là một người cha vô trách nhiệm như dân mạng vẫn đồn thổi trước đó. Rất nhiều người để lại lời khen cho nam ca sĩ khi thấy động thái này của anh. Bình luận của Phùng Ngọc Huy dưới bài đăng: đúng là người đàn ông biết suy nghĩ, không bao giờ lên mạng phân đua với ai, cứ im lặng mà làm thôi, ngưỡng mộ anh. Chúc anh và bé La Vi sớm đoàn tụ, em tin anh là người tốt. Cứ bảo anh Huy vô tâm, không quan tâm mẹ con Mai Phương và La Vi đi. Chẳng qua người ta không thích thể hiện, đàn ông chẳng ai lại đi nói, giải thích làm gì đâu. Mọi người dành lời khen cho Phùng Ngọc Huy. Phùng Ngọc Huy xác nhận về quyền nuôi La Vi. Sau khi Mai Phương qua đời, theo nhiều thông tin thì hiện tại cuộc sống của bé La Vi không phải ở điều kiện tốt nhất. Chính vì vậy, rất nhiều nghệ sĩ cũng như công chúng lên tiếng ủng hộ cho Phùng Ngọc Huy giành lại quyền nuôi con. Sau nhiều thời gian mong đợi, Phùng Ngọc Huy đã đăng tải trên trang cá nhân về việc này. Theo những gì Huy viết thì anh chính thức có quyền nuôi dưỡng bé La Vi hợp pháp. Tuy vậy, ở thời điểm hiện tại anh chưa thể về Việt Nam ngay lập tức vì tình hình dịch Covid-19, nhưng Ngọc Huy đã nhờ gia đình bên nội và hai bảo mẫu mà Mai Phương tin tưởng chăm sóc con gái trong thời gian này. Phùng Ngọc Huy nhận được nhiều lời khen vì hành động của mình. Cư dân mạng và các nghệ sĩ nói gì? Trải qua nhiều ồn ào và điều tiếng phán xét, Phùng Ngọc Huy luôn chọn cách im lặng, không thanh minh hay giải thích.
Bài đăng về việc chính thức có toàn quyền nuôi dưỡng bé LaVie là lần đầu tiên anh lên tiếng về những chuyện đã qua. Trước động thái của Ngọc Huy, nhiều nghệ sĩ và cư dân mạng bày tỏ thái độ vui mừng, liên tục gửi lời chúc đến Phùng Ngọc Huy và bé LaVie. Mọi người rất mong sẽ sớm thấy hai cha con đoàn tụ. Đông đảo nghệ sĩ chúc mừng Phùng Ngọc Huy và bé LaVie. Hiện tại nhiều người tạm thời cảm thấy yên tâm cho bé LaVie vì những thông tin tích cực vừa qua từ Ngọc Huy. Mong rằng em sẽ sớm được đoàn tụ cùng bố mình và có một cuộc sống mới chỉ toàn niềm vui và tiếng cười. Cuộc sống hiện đại khiến vạn người mơ của cô nông dân Lý Nhã Kỳ hết ở Đà Lạt lại đến Vũng Tàu. Cô nông dân Lý Nhã Kỳ làm trang trại ở hết Đà Lạt tới Vũng Tàu với vô vàn các loại rau củ quả khiến nhiều người thầm mơ ước. Trong thời gian giãn cách xã hội, Lý Nhã Kỳ ở hẳn trên trang trại 50 hectare. Điều cô khiến nhiều người yêu mến chính là tinh thần vui vẻ thoải mái cùng gương mặt căng tràn sức sống. Không còn khoác trên mình những bộ cánh hàng hiệu xa xỉ bậc nhất thế giới là hình ảnh một Lý Nhã Kỳ trẻ trung giản dị, tự tay thu hoạch vườn cà chua và xà lách trên nông trại 50 hectare đất ở Đà Lạt, Lâm Đồng. Sau thảm đỏ hào nhoáng, ánh đèn sân khấu nhộn nhịp của showbiz, loạt ảnh này đã khắc họa rõ nét lối sống giản dị của Lý Nhã Kỳ. Điều đó còn được thể hiện thông qua từng nụ cười ánh mắt hạnh phúc trên gương mặt của cô. Lý Nhã Kỳ bộc bạch, cô thấy có một nguồn năng lượng sống tràn đầy và tích cực khi được làm nông. Nếu trên Đà Lạt Lý Nhã Kỳ vừa làm khu nghỉ dưỡng vừa trồng rau, thì ở nông trại ở Vũng Tàu cô trồng sầu riêng và bơ. Tranh thủ thời gian cách giãn xã hội, Lý Nhã Kỳ về nông trại của cô ở Châu Đức, Bà Rịa, Vũng Tàu thu hoạch nông sản. Đang là mùa bơ sầu riêng nên mỗi sáng Lý Nhã Kỳ kéo xe quýt kít đi lượm lặt những trái chín vừa rụng xuống đất, người quản gia đi cùng để phụ cô. Vườn của Lý Nhã Kỳ trồng gần 100 gốc sầu riêng Thái Lan. Nói về việc vườn sầu riêng chịu quả, Lý Nhã Kỳ kể, trái sầu riêng to nhiều muối ăn thơm béo ngậy. Sầu riêng tự trồng để ăn và biếu tặng người thân bạn bè nên tôi không phun thuốc trừ sâu. Kết chín hay hái sớm, trái hoàn toàn chín và rụng tự nhiên. Sau khi thu hoạch sầu riêng, cô tiếp tục đi lượm bơ. Chưa đầy một tiếng, cô đã chất đầy bơ lên xe. Cô khoe về vườn trái cây với niềm vui vô bờ bến. Không chỉ bơ sầu riêng mà tất cả nông sản tại khu vườn đều được canh tác theo hình thức organic, tốt cho sức khỏe. Tôi nhờ người dân nơi đây chăm sóc mỗi ngày, đến mùa tôi sẽ đi thu hoạch cùng họ. Tôi thích cuộc sống này, tôi chẳng quan tâm việc da mình có bị đen đi hay không, mặc đồ quê mùa thế nào. Với tôi, được trải nghiệm cuộc sống của người nông dân, ăn những nông sản tự tay trồng, cảm giác rất tuyệt vời. Không chỉ biến nơi đây thành nông trại, Lý Nhã Kỳ muốn xây dựng nơi đây thành khu vườn sinh thái mở cửa cho khách tham quan trong tương lai. Cô muốn truyền cảm hứng sống với thiên nhiên, ăn rau củ sạch, bảo vệ rừng và môi trường đến mọi người. Lý Nhã Kỳ có việc làm nông khá vất vả, nhưng giúp cô tĩnh tâm sau những ngày làm việc căng thẳng. Cô quan niệm, chỉ khi học cách yêu thương giúp bản thân trở nên mạnh mẽ, bạn mới có thể yêu thương và bảo vệ những người xung quanh. Trong thời gian này, ngoài công việc trang trại, Lý Nhã Kỳ còn tranh thủ rèn luyện thể dục nâng cao sức khỏe. Với tinh thần lạc quan, Lý Nhã Kỳ tâm sự, đôi khi sau những ngày phòng chống dịch Covid-19, Kỳ đã làm được những việc không tưởng. Tập thể dục đó là công việc mà 37 năm chưa bao giờ làm và sẽ nghĩ không bao giờ làm. Nấu ăn đó là việc xa xỉ nhất cuộc đời, bây giờ hay đều tưởng là không làm được thì bây giờ đang tập làm nè. Hiện tại dù showbiz Việt đang đóng băng và không có nhiều hoạt động, nhưng điều đó không ảnh hưởng quá nhiều đến cuộc sống của Lý Nhã Kỳ. Ngoài vai trò là đại sứ danh dự của Romania tại thành phố, Lý Nhã Kỳ còn có một cơ ngơi lớn về bất động sản lẫn trang trại Đà Lạt đến Vũng Tàu. Cô có cuộc sống sung túc khiến nhiều người mơ ước. Bị soi mói chuyện riêng tư, Ngọc Trinh đáp trả ngắn gọn nhưng cực thâm thúy. Nổi tiếng và xinh đẹp, nhưng có lẽ cuộc đời của nữ hoàng nội y Ngọc Trinh luôn đi kèm với những ồn ào tình ái. Không ngần ngại thừa nhận mình là người phụ nữ thực dụng, yêu thích vật chất. Chính vì vậy, mẫu bạn trai lý tưởng của Ngọc Trinh không chỉ là những đại gia nhiều tiền, mà đặc biệt số tuổi cũng khiến nhiều người phải choáng váng. Sau cuộc tình tốn nhiều giấy mật với tỷ phú Hoàng Kiều hơn cô 45 tuổi, thời gian gần đây Ngọc Trinh kính tiếng hơn trong chuyện tình cảm. Tuy nhiên, nữ hoàng nội y vẫn bị nhiều người phát hiện thay bạn trai như thay áo, thậm chí còn cho rằng người đẹp Trà Vinh đã đổi gu sang yêu người kém tuổi hơn mình. Quá mệt mỏi khi chuyện đời tư bị nhiều người bàn tán, Ngọc Trinh không ngại ngần đáp trả trên trang cá nhân. Ăn gì mặc gì để cuộc sống luôn tốt đẹp, đáp án ăn ảnh và mặc kệ, Ngọc Trinh ngầm đáp trả khi chuyện đời tư bị quan tâm quá nhiều. Chuyện tình của Ngọc Trinh và tỷ phú Hoàng Kiều từng khiến nhiều người xôn xao. Tuy nhiên, không lâu sau đó, bạn trai đã lên tiếng tố Ngọc Trinh cắm sừng trong thời gian yêu nhau. Tôi đã dành cả tình yêu của mình cho em, với ý muốn được gắn bó lâu dài.
cùng nhau trong suốt phần đời còn lại của mình, nhưng Ngọc Trinh chỉ muốn có một cuộc tình ngắn và tạm thời. Điều mà trước đó em đã viết trên Instagram của mình, do vậy em không còn xứng đáng với tình yêu và sự quan tâm của tôi nữa. Bởi vậy tôi mới bỏ đó. Tôi biết khi người đó đến với mình, ai cũng chửi tôi, yêu cũng chửi, không yêu cũng chửi, bỏ rồi cũng chửi. Đó bây giờ họ mới khui ra hết, thấy không được. Tôi từng rất vui khi có được người tình ở tuổi này chứ, thậm chí tôi còn từng muốn có hai đứa con nữa, Hoàng Kiều chia sẻ. Tháng 2, 2020, Ngọc Trinh khoe bó hoa lớn cùng dòng chú thích cảm ơn cậu bé, khiến nhiều người nghi ngờ cô đã chuyển sang yêu một người ít hơn tuổi. Năm 2019, Ngọc Trinh công khai đã chia tay bạn trai dù đã có 2 năm yêu nhau. Người ta chửi em là người thứ ba em chấp nhận vì em là vậy. Mặc dù em không muốn, nhưng nó đã là vậy, không thay đổi được. Còn kêu em bỏ anh là em không bỏ được rồi, Ngọc Trinh không ngần ngại thừa nhận, từng lén lút yêu người đàn ông đã có gia đình trong suốt 8 năm.